Người đàn ông này đã 125 tuổi được sự bảo vệ của các yêu tinh. Ông ta đến trước mặt một bà lão 86 tuổi. Nhưng bà lão này lại là con gái của ông ta. Vì sao ông ta có thể giữ gìn khuôn mặt không già như thế? Câu chuyện bắt đầu từ 80 năm trước. Nhà khoa học Arthur trong khu rừng quen biết rất nhiều yêu tinh. Arthur hao tốn nhiều tâm huyết viết ra một cuốn sách về yêu tinh. Nhưng các yêu tinh xấu trong khu rừng đều ham muốn có được cuốn sách đó. Một lần ông Arthur vì muốn cứu con gái bị yêu tinh xấu tấn công, nhưng lại bị một bầy yêu tinh gió mang đi. Từ đó cuốn sách về yêu tinh cũng biến mất. 80 năm sau, cháu cố của ông Arthur là Giạt vô tình thấy được cuốn sách trên gác xếp và gặp được yêu tinh Timbertech. Timbertech nói với cậu, nếu cuốn sách được mở ra, thì yêu tinh xấu trong khu rừng đều sẽ tìm đến. Trong đó bao gồm Mungarat, yêu tinh biến hình có sức mạnh nhất, và vòng tròn nấm ở xung quanh ngôi nhà chính là vòng an toàn. Simon, người em sinh đôi của Giạt, không may đi ra khỏi vòng an toàn. Sau đó cậu ta bị những thứ vô hình tấn công. Timbertech liền đưa cho Giạt một viên đá có lỗ. Sau khi Giạt cầm viên đá lên xem thì thấy một đám yêu tinh xấu đang tấn công Simon. Vì để cứu em, Giạt cầm cuốn sách chạy vào trong rừng. Trong rừng, Giạt vô tình cứu được Hasquin, một Hack Goblin, và bắt tay với ông ta, cùng nhau đối phó với đám yêu tinh xấu và Mungarat. Hack Goblin phun nước miếng vào mặt Giạt, chùi nước miếng đi thì có thể nhìn thấy các yêu tinh. Sau đó hai người bàn bạc cách cứu Simon. Nhưng một lúc sau, Hasquin bị một con chim dụ dỗ đi mất. Giạt trốn sau thân cây muốn tìm cơ hội cứu Simon. Nhưng các yêu tinh xấu gọi ra một ông lão, và ông lão này chính là Mungarat biến hình thành. Đám yêu tinh xấu sau một hồi lục lọi Simon cũng không tìm thấy cuốn sách. Giạt nhân lúc bọn chúng không chú ý cứu được Simon. Sau đó hai anh em vội chạy về nhà, đám yêu tinh xấu truy đuổi ở sau. Nhìn thấy Simon bị đám yêu tinh xấu tấn công, trong lúc nguy cấp Giạt đã cứu được Simon. Yêu tinh xấu bị cản ở ngoài vòng an toàn. Nhưng không xa đó, chị gái Mallory đang đi đến. Mallory không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Quả nhiên ngay lập tức Mallory bị yêu tinh xấu tấn công. Giạt liền ném viên đá có lỗ cho Mallory. Mallory nhìn qua viên đá chém vào các yêu tinh xấu, thành công thoát được sự tấn công của chúng. Ba chị em trốn vào trong vòng an toàn. Nhưng đám yêu tinh xấu vẫn luôn dình ở bên ngoài vòng. Mallory đề nghị đưa cuốn sách cho đám yêu tinh xấu. Timbertech liền xuất hiện ngăn cản lại. Nếu như các yêu tinh xấu có được cuốn sách thì tất cả mọi người sẽ chết. Đám yêu tinh xấu bao vây ngôi nhà không một kẽ hở. Không còn cách nào, Giạt và Mallory đem cuốn sách đốt đi. Lúc này Mungarat hóa thành con quạ muốn cướp lấy cuốn sách, nhưng vì vòng an toàn cản lại. Ai ngờ cuốn sách đã bị một lời nguyền thần bí, không thể nào đốt cháy được. Giạt biết là chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Họ nghĩ đến chủ nhân của ngôi nhà này là bà ngoại Lucinda. Giạt và Simon bày kế dương đông kích tây, nhân cơ hội đó mang cuốn sách chạy thoát từ đường hầm. Nhưng đám yêu tinh xấu phát hiện liền truy đuổi theo. Giạt không may bị một yêu tinh chôn bắt được. Trong lúc nguy cấp, Giạt đã cầm lấy gậy sắt đâm nó bị thương. Sau đó Giạt và Mallory thoát khỏi miệng cống. Nhưng ngay sau đó con yêu tinh chôn đã xông ra, thì bị một chiếc xe đi ngang qua cán chết. Giạt và Mallory thoát nạn tìm đến viện dưỡng lão, gặp bà Lucinda, hỏi bà ngoại cách để tiêu diệt yêu tinh xấu. Nhưng bà ngoại nói với bọn trẻ là chỉ có ông cố Arthur mới có cách. Nhưng ông cố Arthur nay đã 125 tuổi rồi, không hề nào còn sống nữa. Nhưng yêu tinh hoa nói với Giạt là ông Arthur vẫn còn sống. Đột nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện đám yêu tinh xấu. Nhìn thấy cuốn sách sắp bị bọn chúng cướp đi, bà Lucinda liền lấy muối ném vào đám yêu tinh xấu. Nhưng cuốn sách trong lúc bị giằng co đã bị yêu tinh xấu xé mất mấy trang. Đám yêu tinh xấu cướp được mấy trang sách đưa về cho Mungarat xem. Hắn ta phát hiện một trang sách là cách giải trừ vòng an toàn. Giạt sau khi về nhà dựa vào lời thần chú trong cuốn sách triệu tập ra một con Griffon. Con Griffon đưa bọn trẻ đến nơi ở của yêu tinh gió. Bọn trẻ tìm được ông Arthur đã mất tích nhiều năm trong một đám hoa bồ công anh bay. Ông Arthur bị yêu tinh gió nhốt ở đây đã 80 năm rồi, nhưng khuôn mặt không một chút thay đổi. Giạt muốn ông giúp đỡ để tiêu diệt Mungarat, nhưng ông Arthur bị yêu tinh gió nhốt ở đây không có cách nào đi ra được. Không còn cách nào, bọn trẻ chỉ phải tìm cách khác. Sau khi về nhà, Giạt đem chuyện yêu tinh nói với mẹ. Nhưng mẹ cậu sao có thể tin được? Không còn cách nào, Giạt đem viên đá có lỗ đưa cho mẹ xem. Người mẹ nhìn qua viên đá thấy đám yêu tinh xấu ngoài cửa sổ thì vô cùng kinh hoàng. Còn lúc này đám yêu tinh xấu đã tìm được cách phá giải vòng an toàn. Hasquin vội vàng chạy đến báo tin cho Giạt biết. Sau đó lại phun nước miếng vào mặt Simon và Mallory. Thế là Simon và Mallory cũng có năng lực nhìn thấy yêu tinh. Sau đó mọi người cùng làm vũ khí chống lại đám yêu tinh xấu. Quả nhiên tối hôm đó đám yêu tinh xấu đã nhanh chóng xông vào ngôi nhà tấn công mọi người. Họ dùng tương cà chua đánh đuổi được một số yêu tinh xấu. Nhưng quá nhiều yêu tinh xấu, chúng ào lên như thác lũ. Mọi người chạy lên gác mái, không ngờ sàn nhà bắt đầu nứt ra. Yêu tinh xấu đã phá nền nhà xông vào tấn công mọi người. Giạt tìm được cơ hội kích hoạt cái bẫy đã cài sẵn. Sau đó một tiếng nổ lớn, đám yêu tinh đều đã bị quả bom chứa tương cà chua nổ chết. Thật không dễ dàng, bốn người thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên ở ngoài cửa có tiếng, bước vào nhà chính là bố của bọn trẻ. Nhưng Giạt phát hiện ra lời nói hành động của bố có chút khác lạ. Cậu đến gần bố rồi lấy dao đang cầm trong tay đâm vào người ông ta. Lúc này người bố hiện hình thành Mungarat. Mungarat tuy bị thương nhưng vẫn nhanh chóng biến thành con mãng xà truy đuổi Giạt. Trong thời khắc nguy hiểm, Giạt được Timbertech cứu. Giạt nhanh chóng trèo lên mái nhà, còn Mungarat điên cuồng phá tung mái nhà truy sát cậu. Giạt càng leo càng cao, trèo đến đỉnh thì không còn đường chạy. Lúc tuyệt vọng cậu nhìn thấy Hasquin. Hasquin ra hiệu Giạt vứt cuốn sách đi.
Mungarath thấy vậy liền biến thành con quạ bay xuống cắp lấy cuốn sách, thì lại bị Hawkwind bắt được và trở thành bữa ăn ngon trong bụng ông ta. Còn Arthur được một bầy yêu tinh gió bảo vệ, đã được gặp lại con gái Lucinder lúc này đã 86 tuổi. Năm xưa ông vì bảo vệ Lucinder nên đã bị yêu tinh gió bắt đi. Không ngờ khi cha con gặp lại nhau đã là qua 80 năm rồi. Ông Arthur đưa tay cầm lấy tay Lucinder, thì bà Lucinder trở lại hình dạng lúc nhỏ, đi cùng với bố biến mất trong con lốc của yêu tinh gió. Và lần này Lucinder có thể mãi mãi ở bên cạnh bố mình.